Nhưng mà hỏi bác Thọ thì bác về bác định sửa thế nào cây này cho nó đẹp lên theo ý bác này. Hiện nay là 4 năm phương án sửa. Mà trong đó có cả một phương án để nguyên. Nhưng mà cái này chắc chắn phải bỏ. Sang đứng lên. Bác cắt từ đấy à? Cái này cái không cái này này. Cái cành mượn này này phải bỏ rồi. Vâng. Không nhất thiết phải chia đâu như thế đâu. Nha, chắc chắn cái này phải bỏ đầu tiên. Thế còn hai cái điều chắc chắn thứ hai là phải ép lại hết dăm. Thu dăm làm lại bộ dăm. Đấy còn cắt đến đây hay đến đây hay đến đây hay là đến đây thì còn phải nghiên cứu. Đúng rồi. Đây là phương án rất nhiều phương án. Đúng. Có đụng kéo vào phát ngồi khóc nhú hú. Rất cẩn thận với cây. Ôi cảm ơn bác Thọ Tình nhá. Cảm ơn nhá, cảm ơn nhá. Vâng. Bác đã giao lưu cây của hợp tác xã. Chiều mai nha nhá. Vâng, chiều mai. 2 3 giờ cũng được, 4 giờ cũng được. Vâng. Đấy cái xi già đấy. Vâng. Cốt chậu. Rồi, cái rau lưu bác. Đây là cây bông hồng đấy. Đây xem đấy. Đây này cũng là cây già đấy. Vâng. Già lắm. Cây già hầm gần hết cái này nuôi cây này có. Cây nó có hồn lắm. Vâng, cây là đóng thêm. Cái cây ghép đây. Vâng. Ghép cả cái bộ. Ghép đây. Không, cái này dễ này là từ trên này xuống đây. Cắt xuống. Vâng. Hoặc là cắt cái con này.